Hello, tôi tên là Lệ Hằng Xin trân trọng kính chào Tổng thống Ngài Đào Minh Quân Quý đồng bào, đồng hương đang xem chương trình Truyền thông công lý Sau đây tôi xin đọc một bài viết về hiến ước lâm thời Không có ai bưng bích được sự thật mãi mãi Ông Đào Minh Quân quỳ nhận tấm huyết thư Của những nhà ái quốc Việt Nam Với những dòng lễ trước khi làm lễ tuyên thệ Trong nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Hiến ước lâm thời, phần 1, nhận định chương thứ nhất. Ý thức, sống là phải sung mãn khí Việt, chết phải hóa linh. Khí đất nước ta vốn tiềm linh tụ khí, dân tộc ta tất nhiên phát sinh nhân kiệt. Chủ đạo Việt có truyền thống vô bại là văn hóa đại hòa. Được ấn chỉ, ẩn quyết và đã ấn chứng trong suốt nguồn mạch văn hiến văn lang lấy làng văn làm căn bản xã hội được minh sát trong kinh dương vương là quốc đạo là minh triết rất nhân chủ và dân chủ nay gọi là tổ tiên chánh giáo đại đạo sinh tồn của Việt Nam. Và tới đây hy vọng sẽ là kỷ nguyên mới của nhân loại được mặc khải là Tân dân Minh đạo đã phát khởi trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Tân dân năm 1987. Đại đạo sinh tồn là nhu cầu sống thực tại và thanh hoa của nhân loại, có mục đích phụ trợ các đại tôn giáo trên con đường giải quyết, cứu độ hay cứu rỗi chúng sinh. Lịch sử cứu quốc và kiến quốc hiện nay Phải triệu tập cho được anh hào túng kiệt Việt Nam Trong nước và toàn cầu Để tụ cho được nguồn linh khí thiên liêng vô bại Của đất trời Việt Nam Của xương máu, tủy máu, thịt Việt Nam Của nền văn hiến Việt đạo Đã được sáng hóa bởi tiền nhân Do nhân dân và của chính chúng ta vậy Chủ lực việc phải thấu nhập kinh khí, linh khí để phát huy minh trí và minh triết cho chính thân tâm mình, gia đình, dân tộc và nhân loại. Sống sự truyền tụng trong dân gian và khát vọng của nhân dân của dân tộc từ xưa đến nay vẫn minh chứng rằng khi sơn hạ nguy biến Quốc gia Lâm Nguy thì hồn thiên sông núi anh linh ngàn đời tiên thánh tổ sẽ tái xuất sinh để tụ anh và đều động toàn dân cùng một khối chủ lực của thế hệ chiến thắng. Lãnh tụ từ đó khởi sinh không phải tự cá nhân, không phải do bất cứ một nhóm hay một thế lực nào mà từ trong nhân gian, từ nguồn thiên sinh, linh khí, từ đầu từ đấu tranh hóa hiện để cứu quốc và kiến quốc. Niềm tin đó là sức mạnh vạn thắng, niềm tin đó là báo hiệu một khúc quanh lịch sử của dân tộc và thăng hoa theo thời gian để có thể là thông điệp cho cả nhân loại. Nhân đạo tính là nguồn sống tâm linh và ý thức cao quý nhất tiềm tàng trong tâm thức của người Việt Nam tiên hiền liệt tổ đã muôn một tuyên sưng hành xử nhân đạo trong suốt mạch sống lịch sử vũ trụ bao la thế giới chập trùng không bờ bến tâm thức ý thức và trí thức vẫn là những bất hòa sâu sắc tế vi chỉ có cuộc chỉ có nguồn mạch nhân chủ được khai thông hóa được bất hòa tạo mối an hòa thì chư nhân mới quản lạc đó là diện mối của nhân đạo Việt, là tinh Việt, tính Việt, vậy thay. Dẫn dắt từ bao nghìn năm nhiều biến hóa, như thử nghĩ xem cả nhân loại có dân tộc nào đủ quán tính để hành xử thương yêu, thành đạo sống, mở ngoặt kép, nhân đạo đóng ngoặt kép như người Việt Nam. Gần năm ngàn năm lập quốc, nhân đạo tính đã trở thành minh triết của dân tộc. Nền nhân chủ cương thường đã hóa hiện trong suốt mạch sống của lịch sử, đã trở thành nhân tính Việt, là ánh quang minh nhất của cả nhân loại, là thể hiện trong cung cách của tiền nhân, thương yêu dân yêu nước, thương yêu cả muôn triệu anh hồn đã siêu linh trong thánh sử. Thương yêu cả khói mây mê muội giặc xưa, khi họ xâm phạm đất trời Việt Nam, cây đa lá thụ muôn muôn còi trồng tử sinh trên khắp mặt núi sông, ôi vô cùng vô tận sâu thẳm trùng khơi dung dung chứa chứa vạn vạn sống biết vô ảo vô biên huyền năm vô tận là giặc giàu là tối thắng của tầng sống đáy trùng trùng điệp điệp là bức là sức vật vô vong chí thượng của nhân dân ta đã bao lần nhân đạo việt sung tỏa diệu năng làm tinh thế cho chủ động chủ thắng là cội rễ của ý chí quốc dân kia nhìn xem giặc bắt ác lăng mà dân ta còn tha được đã tử trận vẫn được còn siêu được ta siêu thọ siêu độ tế linh lại nhìn xem tướng thần phạm ngũ lão thương nước non mà đâm thịt chẳng đau nhân đạo đã là tính việc trở nên tính việc tạo ra linh việc mở khí nhân sáng linh tâm ắt nhiên trí tỏ cười dũng trí hùng ông cả đại thế trong lòng dạ mang việt nam làm gì cũng phải tụ trí nhân tự trí thành tức hòa thông nhân đạo việt muốn khôi phục nước thì trước hết phải lấy lại đạo lấy lại diện mối của dân tộc người dân Việt Nam bản chất thông minh cần cù, đầy nhân hậu và nghĩa dũng là miếng đất màu mỡ tươi tốt cho cương thường đạo lý và hạt giống tốt lành của tín ngưỡng đâm chồi nở nhụy khai hoa đức từ bi hỷ xã nhân ái hiền lương của tôn giáo đã thành cội rễ trong lòng dân việt gác lại những nguyên do đã ẩn khúc khác, chỉ thâu nhận những tinh hoa phù hợp với linh Việt và truyền thống Việt. Sẽ may thay là con đường quan lạc cho thế giới khi bế tắc hay tạm thời bị nghẹt động. Những dòng sông cuồn cuộn bị bờ đất nhỏ cản trở, những dòng nước lũ sẽ cuốn phăng sát sến, đào xoáy vỡ bờ, để xuôi vòng, để xuôi dòng thế sự. Trong sự góp phần khai thông của toàn dân Việt Nam, dòng mạch sống của dân tộc sẽ tiếp tục ra biển khơi, bốc lên tận trời thành mưa, tiếp tục tưới thấm những mầm cây, làm nảy lộc trong trời, hưng quang nồi giống và xanh tươi đời sống. Nói cách khác, khi vận cùng bất biến đó là lẽ huyền thông của vũ trụ Cho tới khi hy vọng thần gần như tan tành Thì sự phản ứng quyết liệt mới bộc phát Tà quyền sẽ bị đào thải hay bị tự hủy diệt Công chính và công lý sẽ khởi sinh Để tạo sự đoàn kết lật đổ bạo quyền Đưa nước Việt lên vinh quang hòa bình an lạc hoàn tất hội rồng mây tụ đỉnh trong cảnh hạ giới hạ thế tiên rồng trong cảnh hạ thế tiên bồng lệ hằng xin thành thật cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bài viết từ chính phủ quốc gia việt nam lâm thời chúc quý đồng bào đồng hương và các người dân trong nước và ngoài nước được nhiều sức khỏe Chọn vẹn niềm tin và đặt tia hy vọng vào chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời để tam Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Ngài Đào Minh Quân để được mau sớm trở lại quê nhà, cứu nguy dân tộc, thoát Cộng Nô và thoát khỏi Tàu Cộng cho toàn dân Việt của chúng ta trong cũng như ngoài nước, tay trong tay, cùng chung một lòng mà giữ gìn vẹn toàn Tổ quốc quê hương trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào những lần kế tiếp cảm ơn bye bye